Trong tháng 4, cả nước có gần 7.620 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng tới 84,1% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, cả nước có trên 81.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Bình quân một tháng có khoảng 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 86,4.000 doanh nghiệp. Bình quân một tháng có 21,6.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Khác với tình hình ảm đạm trong năm 2023, bước sang năm 2024, thị trường cho thấy hàng dệt may đã có nhiều khởi sắc. Đến thời điểm này, thì phần lớn doanh nghiệp dệt may đã ký được đơn hàng đến hết quý 2, thậm chí một số đơn vị đã có đơn hàng đến hết quý 3 năm 2024. Nhờ sự phục hồi của kinh tế thế giới, nhất là sự phục hồi của kinh tế châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp này đã trở lại ngay trong những tháng đầu năm 2024. Kết hợp với cải tiến mẫu mã chất lượng, hiện đơn vị đã có nhiều đơn đặt hàng đến quý 2, một số chủng loại có đơn đến quý 3. Chúng tôi linh hoạt trong câu chuyện tổ chức sản xuất và đầu tư những cái công nghệ thiết bị mới để tăng cái năng suất lao động, để giảm thiểu được cái việc là chi phí về nhân công cũng vẫn đã tăng cao nhưng mà chi phí giá thành sản phẩm thì không được tăng tương ứng. Chính vì vậy cho nên chúng tôi là liên tục cải tiến công nghệ để tăng được cái năng suất để bù đắp vào cái việc tăng của cái giá cả đầu vào. Thống kê của Bộ Công Thương, hiện xuất khẩu dệt may năm nay có nhiều khởi sắc rõ rệt. 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc tăng 6,3% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã đủ đơn hàng xuất khẩu đến hết quý 3 và đang đàm phán thêm đơn hàng cho quý 4. Với đà này, mục tiêu xuất khẩu dệt may cả năm khoảng 44 tỷ đô la Mỹ hoàn toàn khả thi. Các doanh nghiệp có thể nói rằng là đại đa số là người ta đã ký được cái đơn hàng mà đến hết quý 2, thậm chí là có khi có những cái doanh nghiệp còn ký dài hơn. Tuy nhiên thì có cái khó khăn của nó là năm 2023 thì không chỉ đơn hàng mà cả đơn giá giảm rất sâu. Thì đơn hàng thì quay trở lại rồi, nhưng mà đơn giá thì chưa quay trở lại như mong muốn. Căng thẳng Biển Đỏ hiện vẫn tác động ít nhiều đến hoạt động vận chuyển hàng hóa và nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên, nhu cầu từ thị trường tăng cao, doanh nghiệp vẫn có đơn hàng dài hạn đến hết tháng 10 nhờ bám sát thị trường và nhanh chóng chuyển đổi sản xuất. Thời gian tới, các doanh nghiệp dệt may cần phải tạo lập thương hiệu Việt Nam đứng ở vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó, chú trọng và đề cao việc xây dựng thương hiệu sản phẩm của chính mình, thay thế cho sản phẩm xuất khẩu vẫn phải mang tên các thương hiệu lớn khác trên thế giới. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 29 tháng 5, trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Hiện công tác khoanh vùng dập dịch đang được người dân và lực lượng chức năng triển khai quyết liệt. Dịch xảy ra tại 37 hộ dân của xã Lâm Thượng với tổng trọng lượng tiêu hủy là hơn 5,8 tấn. Hiện nay giá lợn đang tăng hơn 60.000 đồng một kg thịt hơi. Người dân tái đàn số lượng lớn để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng. Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng thì người dân cần nâng cao ý thức cũng như chủ động phương án xử lý, chú trọng chăn nuôi theo hướng an toàn khép kín từ khâu chọn giống đến bảo quản thức ăn để đàn lợn phát triển khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng. Thời gian qua, truyền hình nhân dân nhận được nhiều phản ánh của các tiểu thương liên quan đến những khoản thu không rõ ràng tại chợ Hà Đông thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Được biết, sự việc trên đã diễn ra trong nhiều năm nhưng chưa được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Từ 4 giờ sáng, khu B chợ Hà Đông đã tấp nập người ra vào. Đây là khu vực dành cho các tiểu thương kinh doanh vãng lai. Gọi là kinh doanh vãng lai, nhưng thực tế, mỗi ngày có đến hàng trăm hộ kinh doanh lớn nhỏ ổn định tại đây. Chủ yếu là thực phẩm như rau, quả, thịt. Cứ mùng 10 hàng tháng, các hộ sẽ phải đóng tiền chỗ ngồi tùy vào diện tích, ngành hàng mà mức thu khác nhau. 600, bán cả đứa này là 1 triệu. 4 triệu một tháng. Mức thu cố định, không có ngoại lệ. Mỗi tháng này thì nghỉ tạo khi cho bà. Trên đợt Covid cũng có phải đóng tiền không? Có, cả cái đóng được thì đi chợ, không đóng được thì nghỉ chợ. Đáng nói, việc thu tiền diễn ra nhiều năm nay, nhưng bất kể thu theo ngày hay đóng theo tháng thì đều không có vé, phiếu thu hay hóa đơn. Không có giấy tờ, không có hợp đồng luôn. Nhưng mà có bao giờ mình đòi họ cái hóa, cái hợp đồng với lại không? Nhỡ mai họ lật lẹo mình thì sao? Không, vẫn đòi hỏi phải trả, thế thì mình phải chịu thế. Ok, đấy.
Nếu có ai mà hỏi về đóng tiền thì chỉ nói là đóng 5.000 thôi. Hầm gửi xe cũng được tận dụng cho gửi qua đêm, dù theo quy định là không được phép. Quy định theo quý. Một quý bằng hả? Triệu lương cả. Thế thôi, chú ở đây có hợp đồng không? Không, không có hợp đồng. Đến đêm, tầng hầm luôn trong tình trạng chật kín, có đến cả 100 xe ô tô. Bên cạnh đó, nhiều khu vực có chức năng thoát hiểm, chứa thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng được tận dụng để cho thuê làm kho chứa hàng hóa. Qua làm việc ban đầu, Ban Quản lý chợ Hà Đông cho biết các khoản thu như nêu trên không có trong quy định, ban cũng hoàn toàn không biết về việc này. Cái đấy là không có, bởi vì là có thể là xe đấy có thể là của cán bộ, nhân viên người ta để lại hoặc là trực ở đấy thôi. Thì tôi nói luôn cái này tôi không nắm được. Bởi vì... Cái này thì ai nắm được? Thì ai nắm cũng phải hỏi chỗ đồng chí là trưởng ban. Như vậy, cố định mỗi tháng có đến hàng trăm triệu đồng mà các tiểu thương chợ Hà Đông phải đóng nhưng không được thể hiện bằng hợp đồng hay hóa đơn chứng từ nào. Câu hỏi là số tiền thu được nộp vào đâu, hay về túi của ai và được sử dụng vào mục đích gì? Để xác minh làm rõ vụ việc, Truyền hình Nhân dân đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông và sau nhiều ngày chờ đợi vẫn chưa có hồi âm. Rất mong các cơ quan chức năng quận Hà Đông sớm vào cuộc, làm rõ để tránh thất thoát và bảo đảm quyền lợi cho tiểu thương chợ Hà Đông. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tọa đàm pháp lý và thị trường bất động sản trong chu kỳ mới với sự tham gia của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trên địa bàn. Thị trường bất động sản Việt Nam và thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã trải qua nhiều biến động, thách thức và hiện tại vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn cho việc phục hồi. Dù rằng các dấu hiệu phục hồi của thị trường trong quý 2 năm 2024 này đã có dấu hiệu khá rõ nét hơn. Theo chương trình xây dựng pháp luật, Quốc hội có thể thông qua việc cho phép có hiệu lực sớm với 3 luật quan trọng hàng đầu mà hầu hết cộng đồng doanh nhân, những nhà đầu tư trong và ngoài nước đang quan tâm, kỳ vọng và nóng lòng chờ đợi là luật đất đai năm 2024, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản năm 2023. Dự kiến có hiệu lực sớm từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, thay vì phải chờ đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực của chính phủ xuyên suốt từ năm 2020 đến nay nhằm giúp thị trường bất động sản sớm phục hồi để có thể bước vào một chu kỳ mới. Hôm nay, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị phân tích đánh giá chuyên sâu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh năm 2023 nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, Quảng Ninh giữ vững xếp hạng ở vị trí thứ nhất trên 63 tỉnh thành phố với tổng điểm đạt 71,25 điểm. Tỉnh duy trì 7 năm liên tiếp xếp thứ nhất và 11 năm liên tiếp trong top 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Từ những phân tích đánh giá về ưu điểm và hạn chế còn tồn tại, năm 2024, Quảng Ninh sẽ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo đối với xây dựng chính quyền địa phương, thân thiện với người dân và doanh nghiệp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong sạch vững mạnh, kiến tạo, hành động, phục vụ, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, đổi mới quản trị địa phương hiện đại, tự chủ, năng động, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch. Cùng với đó, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược của Đại hội 15 của Đảng bộ tỉnh, tận dụng tối đa mọi cơ hội nhanh chóng chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng xanh, đồng hành thực chất, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm được các cơ hội khác biệt, phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, năng lực, cạnh tranh, làm giàu chính đáng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, bền vững.